trưởng cho anh một chén. Xảy ra cực cầu. Hello. Nam đâu vậy? Đó, nó quay. Bây giờ mày được lên TV đấy nhá. Em á? À? Lên truyền hình à? Diễn viên chính đấy. Chả có gì. Ồ, lên đi em. Không có gì đâu. Huy Huy đầu kia chứ. Anh Hưng lấy cho. Hưng anh ra anh xả giúp rồi. Đây. Nhìn đi không? Nhìn đi. Rõ. Ủa sao? Chắc thế thì mày đéo để ý rồi, thì cái này cũng sai lẻo lắm, khả năng nó cho chuốt rồi. Hôm nay em đi làm mất rồi. Anh ở đây đang ngồi với phụ thân mày cơ. Anh ở đây đang ngồi với phụ thân mày cơ, không phải phụ cửa ngồi á. Anh ngồi với song thân mày, chứ mày cũng ngồi song thân anh rồi. Bác ông chú phải gọi hết đến cho anh giết luôn cả thể. Ừ, bố em là anh không về được đâu. Anh vướng với thằng Huy, anh đã đéo về được rồi. Bà thân. Anh vướng với thằng Huy. Mà lá ốm thì tốt nhất là anh cổ luôn. Ăn được lắm. Nó mà trên đấy gần còn rẻ quá đấy. Dạ. Không, tiêu nó to. Tiêu nó to thì nó sợ. Trên đấy gần vừa kẻ quá đấy. Bố nhìn rất nó lợp ra, nhìn nhé kìa bọn mẹ 18 tuổi. Anh cho thế là anh nhìn sai rồi đấy, không có được gì đâu. Làm gà hồ gà đây em gửi 2 ở đây em đã nuôi. Máy 50 được. Gà là đẹp. Có những ngày 5 thì mẹ ông anh tao nhá, ở cả vô nhá. Hàng trăm con gà thế mà thì mẹ mày xây nhà xong phát nó cứ bị đeo chân chứ cả con gà xong là cái khoảng 3 năm sau thì là nuôi rồi cháu. Con thảo thọ ấy. Thảo thọ đi xây nhà xong đấy, làm phát thì nó kỳ hơn lắm rồi. Bảy. Các em công thành này, làm nhà xong trèo lên mỗi em đặt hàng cũng rơi tập cầu chết rồi. Thảo nó đi làm thì mắt mẹ mắt cái mua chân thì cũng may còn tắt thấy vào đấy thì khá được. Bảo còn mỗi thêm vào cũng cùng trèo lên. Cứ sau khoảng 3 năm rồi. Bao nhiêu? 1.8 á? Đúng rồi, gì nữa? Chưa.
10. Là mày đó. Nó khó luôn. Một Huy gửi đàn này á. Rất kiều. Người này ở phố là ít cho chú Long đi chơi nhá. Chuẩn bị sức khỏe đây. Là xóm ăn chiếc con đang nào khỏe khỏe gọi hết sang cho anh. Để xử lý bụi. Cho anh định ra uống tập kết mình. Đó. Người ta Đích á. Em chưa quay đến đâu. Mẹ đã xong rồi. Mẹ ra cái mẹ nó đi. Thì đứa bạn mày cứ để đây, tớ quay cho nó đến xem đến chỗ nào đấy.